Ok, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với Tuấn Anh ô tô Hải Phòng nào. Ngày hôm nay thì em Tuấn Anh sẽ tiếp tục lên sóng review cho tất cả mọi người, anh chị em và các bạn về một loạt những cái dòng xe bên em. Hiện tại thì bãi nhà em đang có nhu cầu nâng cấp lên, mở rộng ra đến đây. Từ cái mép nhà kia dán đây và đằng sau sẽ mở thêm một cái bãi nữa rất là rộng, nhằm cái nhu cầu là phục vụ cho khách hàng, cũng với lại cái số lượng xe về bãi rất là nhiều, nên là em luôn có nhu cầu là mở thêm để cho cái cơ sở nó được tốt hơn, rộng rãi hơn, để cho các bạn có thể nhiều dòng xe hơn, đủ chủng loại hơn để cho các bạn cùng lựa chọn. Nghĩa là làm sao mà khách gọi điện cho Tuấn Anh, khách đến Hải Phòng ghé qua cửa hàng Tuấn Anh, hay là khách có nhu cầu mua xe mà đã đến gặp Tuấn Anh, đã đến Hải Phòng quê hương của Tuấn Anh thì sẽ không phải về không. Vâng, sẽ có một chiếc xe để cho các bạn về, nếu như các bạn đang thực sự là những người đang có nhu cầu mua những chiếc xe ô tô cũ giá rẻ, và những chiếc xe mà cái phân khúc tầm tiền nó trên dưới 300 triệu một chút để về phục vụ cho gia đình, hay là phục vụ nhu cầu đi lại, hay là phục vụ cho công việc như taxi dịch vụ, hay là đi lại, đúng không ạ? Thì không làm mất thời gian của mọi người nữa, thì Tuấn Anh xin giới phép được giới thiệu cho mọi người một chút về cửa hàng của Tuấn Anh. Tuấn Anh thì cửa hàng của mình thì nằm tại ngay trên mặt đường quốc lộ 10, hướng đi Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh. Và đối diện bên kia là ngôi chùa lớn nhất Hải Phòng, đó là ngôi chùa Cao Linh. Đấy, các bạn có thể rất dễ tìm cái địa điểm này. Hoặc trước khi đi thì các bạn có thể alo cho Tuấn Anh, không mất gì 1.000 điện thoại. Đấy, một cuộc điện thoại thôi thì Tuấn Anh sẽ chỉ đường, hay là bắn định vị cho các bạn đến dễ tìm nhất và không phải hỏi, và đi rất là ok cho mọi người. Và bây giờ Tuấn Anh xin phép đi vào chi tiết của video là giới thiệu về đầu xe. Tuấn Anh sẽ giới thiệu nhanh, ngắn gọn và đơn giản, xúc tích cũng như là thẳng thắn để cho các bạn lựa chọn. Đầu tiên đây thì Tuấn Anh sẽ giới thiệu đến cho mọi người một chiếc Hyundai Grand i10 2016 phiên bản số sàn. Xe được trang bị động cơ 1.2 bản thiếu, tên công ty và con này thì đã qua dịch vụ, biển 14A21319, sơn xi màu bạc, bạc xịn. Và một chiếc xe thì nó qua dịch vụ nhưng nó không lỗi, và đời 2016, sedan 2 đầu, máy 1.2, và giá tiền hiện tại bên em đang chào bán là 260 triệu đồng. Bên em Tuấn Anh sẽ bao rút hồ sơ cho mọi người nhé. Chiếc Mazda đây thì đã bán cho bác Thái Nguyên, và bác đang ngồi ở kia, đang ngồi ở bàn uống nước, sáng ngày mai bác sẽ về sớm. Đấy. Tiếp theo thì chúng ta đến với một chiếc Daewoo Gentra X. Với Gentra X này thì được trang bị khối động cơ của nó là 1.2, hộp số tự động, và được trang bị cửa sổ trời, hệ thống ABS và túi khí la đăng đúc đầy đủ, màu đỏ số tự động, và một mẫu hatchback một đầu, nhập khẩu nguyên con nguyên kiện của Hàn Quốc, và giá tiền hiện tại bên em đang chào bán là 230 triệu đồng. Bên cạnh chiếc một đầu rất là nhỏ gọn gọn này thì chúng ta sẽ bước tới một chiếc xe gầm cao, máy thoáng, form SUV số tự động rất là đẹp, đó là một chiếc xe Chevrolet Captivan, một trong những cái dòng xe 7 chỗ ngồi rất là hợp lý cho mọi người, và form dáng thì rất là ok, dàn 4 nốt thì 3 quả mới, 1 quả thì được 80%. Xe được trang bị một nước sơn màu vàng cát, 7 chỗ ngồi, và giá tiền của lối ra thì là chỉ có 242 triệu. 242 triệu thì các bạn đã sở hữu được chiếc xe Captivan form SUV 7 chỗ ngồi, gầm cao, máy thoáng, rất là chất cho mọi người. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Hyundai Grand i10 sản xuất năm 2017, phiên bản số sàn, sedan 2 đầu, sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam, máy 1.2 bản đủ, form mới, biển 89 của tỉnh Hưng Yên. Chiếc xe thì đăng kiểm đến tháng 9 năm 2021, và giá tiền hiện tại bên em đang bán 315 triệu đồng. 315 triệu đồng thì các bạn đã sở hữu được một chiếc xe Hyundai Getz, Hyundai i10 sedan 2 đầu như thế này. Một chiếc xe chính chủ biển Hưng Yên và xe gia đình, không taxi dịch vụ. Bên cạnh đây thì chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Chevrolet Cruze. Với chiếc Chevrolet Cruze này thì sản xuất năm 2010, phiên bản số sàn, xe trang bị động cơ là 1.6, tư nhân chính chủ biển Lào Cai, sơn xi màu đen, trang bị 4 bánh đa năng đúc, ABS túi khí, biển của tỉnh Lào Cai, sedan 2 đầu rất là đẹp, với giá tiền là 242 triệu đồng. Và đây là cái khu bãi nhà em đang chuẩn bị mở, sông suốt đến tít đằng kia thì có thể chứa được khoảng tầm 30 chiếc xe nữa, và khu mặt đường tiến nữa khoảng tầm đến 50 chiếc xe để chứa đựng thêm. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Toyota Vios. Con này thì hiện tại bên em đang chào bán với giá là 199 triệu đồng. Đời 2010, phiên bản số sàn, máy 1.5, biển Quảng Ninh, màu trắng xịn. Anh em nào mua chiếc xe này thì mình sẽ lên cho các bạn một bộ la đăng đúc, một bộ mâm đúc rất là đẹp cho mọi người, là hoàn thiện về chiếc xe. Vâng, quá là đẹp và chắc chắn, chỉ với 199 triệu đồng.
199 triệu đồng thì các bạn đã sở hữu về chiếc Toyota Vios lời đồng cối đá phá không hỏng, một chiếc xe quốc dân như thế này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Toyota Vios đời 2011 phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 1.5 bản limo lưng full. Con này thì đã được nâng lên đầy đủ hết rồi, từ la răng đúc cho đến gương kính chỉnh điện, gương cụp xòe, nội thất nhi e, đầu đài màn hình rất là đẹp, âm thanh rất là hay. Và giá tiền hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này chỉ có 209 triệu đồng thôi. 209 triệu đồng các bạn đã sở hữu được chiếc xe này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc Chevrolet Aveo sản xuất năm 2015 phiên bản số sàn, xe trang bị động cơ là 1.5 bản đủ, xe gia đình tư nhân chính chủ biển Yên Bái, không taxi dịch vụ, với giá tiền chỉ có 235 triệu đồng thôi. 235 triệu đồng thì các bạn đã sở hữu về chiếc xe Aveo 2015 số sàn, một chiếc xe gia đình rất là chất lượng cho mọi người, đúng không? Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Chevrolet Aveo nữa đời 2015 phiên bản số sàn, xe trang bị động cơ là 1.5, con này thì màu trắng, cũng là biển Yên Bái, một cặp đôi đến từ Yên Bái. Và giá tiền hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này là 238 triệu đồng. 238 triệu đồng các bạn đã sở hữu về chiếc xe này, một chiếc Aveo 2015. Bên cạnh đây thì chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Mitsubishi Xpander biển 14A39349. Chiếc xe này thì sản xuất năm 2019 phiên bản số sàn, xe trang bị động cơ là 1.5 form mới rất là đẹp, một chiếc xe 2019 có hỗ trợ trả góp ngân hàng 70% giá trị của chiếc xe, số sàn 7 chỗ ngồi Xpander. Giá tiền hiện tại bên em đang bán là 482 triệu đồng. 482 triệu đồng các bạn đã sở hữu một chiếc Xpander 2019 số sàn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Chevrolet Cruze. Với chiếc Cruze này thì sản xuất năm 2010, phiên bản số tự động, máy 1.8 bản LTZ, biển của tỉnh Lào Cai, sơn xi màu đỏ, số tự động, 4 đánh la răng đúc thể thao, màu đỏ rất là hợp. Đấy, gầm chắc, máy chắc, côn số ngọt các bạn nhé. Đăng kiểm dài đến tháng 4 tháng 1 năm 2022. Giá tiền hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này là 275 triệu đồng. Bên cạnh đây chúng ta sẽ đến với một chiếc Innova màu vàng cát đời 2014 phiên bản số sàn, xe trang bị động cơ là 2.0 bản e xịn, một chiếc xe gia đình chuẩn chỉnh theo xe, không taxi dịch vụ, biển 36A54866, sơn xi màu bạc, con này thì màu vàng cát. Chiếc xe này thì hiện tại bên em đang chào bán với cái giá là 405 triệu đồng, đời 2014. Và bên đây thì chúng ta sẽ đến với một chiếc Innova cũng đời 2014 màu bạc, cũng là bản e xịn, cũng là một chiếc xe gia đình tư nhân chính chủ, không taxi dịch vụ, cũng 405 triệu đồng nhé. Anh em có thể đến và lựa chọn. Con này thì có hỗ trợ trả góp ngân hàng 50-70% gì đấy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc Toyota Corolla Altis. Với chiếc Corolla Altis này thì sản xuất năm 2008 phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 1.8 bản G, một chiếc xe gia đình tư nhân chính chủ, không taxi dịch vụ, biển của tỉnh Quảng Nam. Chiếc xe này thì hiện tại bên em đang chào bán với cái giá tiền là 265 triệu đồng. 265 triệu đồng thì các bạn đã sở hữu được một chiếc Corolla Altis số sàn, một trong những chiếc xe phân khúc hạng C rất là đẹp cho mọi người. Và sau bên đây thì chúng ta đến với một chiếc xe lồi đồng cối đá, đó là một chiếc xe Toyota Vios sản xuất năm 2011 phiên bản số sàn, bản e xịn, biển Hải Phòng, tên tư nhân, không đổi màu, một chiếc xe nói chung là nó đã qua dịch vụ rồi. Và chiếc xe này là, nếu theo em thì nó là một chủ tự động. Chiếc xe này thì trước đây nó đóng vào công ty và chính chủ chỉ sử dụng một lái chạy về chiếc xe taxi này. Nhưng mà khi là anh ta bỏ nghề taxi và anh ta cũng mua luôn lại chiếc xe này và ra tên chính chủ cho anh luôn. Vì thế nên chiếc xe cũng được giữ gìn rất là tốt và rất là đẹp, rất là cứng xe, đời 2011 bản e xịn, giá tiền 252 triệu đồng các bạn nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc Ford Transit sản xuất năm 2009 phiên bản số sàn, đáy 2.5, máy dầu 3 chỗ ngồi và tải trọng là 1.150 kg. Với chiếc xe này thì đang đeo biển 98 màu vàng cát và giá tiền hiện tại bên em đang chào bán là 170 triệu đồng. Có bao rút hồ sơ, có bớt nhiệt tình cho các bạn đến xem xe tại cửa hàng bên em. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc Chevrolet Aveo. Với chiếc Chevrolet Aveo này thì sản xuất năm 2016 phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 1.5. Con này thì là một chiếc xe nó cũng lướt qua một tí dịch vụ rồi, nhưng mà tên tư nhân chính chủ biển Hà Nội. Lướt qua một tí dịch vụ rồi nhé các bạn nhé. Con này thì nó cũng lướt qua tí dịch vụ rồi, nhưng xe nó rất là đẹp. Con này thì là tên gì nhỉ? Tên công ty ấy. Tên công ty xuất hóa đơn về tên em rồi. Con này thì đấy, giá chỉ có 232 triệu đồng thôi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc Daewoo Gentra. Với chiếc Daewoo Gentra này sản xuất năm 2008 phiên bản số sàn,
trang bị động cơ là 1.5 bản đủ. Chiếc xe thì sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam, mang biển Hà Nội, 30F31285, giá tiền bên em đang bán là 146 triệu đồng. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc Innova bản G xịn đời 2011, đang mang biển 12 của tỉnh Lạng Sơn. 2011 bản G xịn 315 triệu đồng, một chiếc xe gia đình Innova, xe gia đình tư nhân chính chủ, biển Hà Nội, Lạng Sơn, bản G sẽ rất là đẹp. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc Chevrolet Aveo. Với chiếc Chevrolet Aveo này thì sản xuất năm 2017, phiên bản số sàn. Xe trang bị biển 51G447616, một chiếc Chevrolet Aveo 2017 số sàn, và giá tiền hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này là 265 triệu đồng. Bên cạnh đây thì chúng ta sẽ đến với một chiếc Toyota Vios sản xuất năm 2009, phiên bản số sàn, xe trang bị động cơ là 1.5 bản limo lưng full như Aero. Chiếc xe đang đeo biển 15A151524, sơn xi màu bạc, màu trắng. Và chiếc xe này thì hiện tại bên em đang chào bán với cái giá là 189 triệu đồng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc Toyota Vios bản limo lưng full đời 2007, sản xuất năm 2007, số sàn, máy 1.5, biển 14A16687, sơn xi màu bạc. Con này thì hiện tại bên em đang bán 158 triệu đồng. Xe được trang bị 4 phanh đĩa, lốp thì gần như mới cả dàn, la đăng đúc, màn hình đầu đài nguyên bản theo xe, sàn 5D chống nóng, hệ thống kích kiếc đầy đủ, và giá tiền hiện tại 158 triệu đồng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc xe đây ạ, Toyota Innova 2007, một chiếc xe mới về và mới cập bến tại cửa hàng bên em thôi. Đó là một chiếc Innova 2007 màu đen, một chiếc xe gia đình tư nhân chính chủ, không taxi dịch vụ. Chiếc xe này thì đang đeo biển 30H289791. Chiếc xe hiện tại bên em đang chào bán với cái giá là 258 triệu đồng. Các bạn đã sở hữu được một chiếc xe Innova 2007 số sàn bản G màu đen, biển Hà Nội. Vâng, 258 triệu đồng các bạn nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc sedan hai đầu, thương hiệu đến từ Nhật Bản, đó là một chiếc Mazda 3. Một chiếc Mazda 3S sản xuất năm 2009, máy 2.0, hệ thống số tự động, được trang bị bản full clutch. Với giá tiền hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này là 322 triệu đồng. 322 triệu đồng thì các bạn đã sở hữu được một chiếc xe Mazda 3S hệ thống số tự động, màu trắng, tư nhân chính chủ, biển Hà Nội, không taxi dịch vụ. Một chiếc xe gia đình hơn 300 triệu đồng, các bạn đã sở hữu được một chiếc Mazda 3S như thế này, 2.0, bản 2.0 các bạn nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Hyundai Accent. Với chiếc Hyundai Accent này thì sản xuất năm 2012, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 1.4, xe nhập khẩu nguyên con nguyên kiện của Hàn Quốc, được trang bị hệ thống số tự động, nhập khẩu với biển Hải Phòng, màu xanh nước biển. Và chiếc xe này thì hiện tại bên em đang chào bán với cái giá khá hợp lý, chỉ có 358 triệu đồng. 358 triệu đồng thì các bạn đã sở hữu được một chiếc Hyundai Accent 2012 số sàn, số tự động, máy 1.4, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc các bạn nhé. Và tiếp theo đây thì sẽ là một chiếc xe, con này đã bao tiền em ơi? Một chiếc xe Mercedes đấy, biển Hà Nội, 29A33385. 315. Đây. E280 206. Đời 206 bản E280. Đấy, 315 triệu đồng. Mẹc E280 đời 2006. Được trang bị một cái bộ nội thất rất là đẹp và bô lăng rất ok. 315 triệu đồng các bạn đã sở hữu một mẫu xe sang như thế này. E280, Mẹc E thì các bạn biết rồi, nó đắt hơn Mercedes rất là nhiều. Đấy, biển Hà Nội luôn các bạn nhé, xe thì rất là đẹp luôn, màu trắng xịn. Đấy, 315 triệu đồng các bạn đã sở hữu chiếc Mẹt E280 này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc Toyota Vios. Với chiếc Toyota Vios này thì sản xuất năm 2014, phiên bản số sàn, xe trang bị động cơ là 1.5 bản đủ. Con này thì đã rút hồ sơ rồi, về chỉ việc bấm biển vào tên thôi. Trước đây thì con này nó cũng qua dịch vụ rồi, con này gốc Đà Nẵng. Đấy, đã rút hồ sơ về tên em rồi. Anh chị em bạn mà có mua chiếc xe này thì về các bạn chỉ việc sang tên đổi chủ là rất là ok rồi. Với cái tầm tiền chỉ có 320 triệu đồng thôi. Bên em sẽ bao ra tên cho mọi người. Nội thất màu kem, màn hình cỡ lớn, rất là đẹp cho mọi người. Hệ thống ABS túi khí đầy đủ hết nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Kia Morning. Với chiếc Kia Morning này thì sản xuất năm 2014, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 1.25, biển Hải Phòng, màu vàng nguyên bản. Một chiếc xe tên công ty xuất hóa đơn, và đã rút hóa đơn, đã xuất hóa đơn về tên em rồi.
nó là một trong những dòng xe dịch vụ ra bản tiêu chuẩn máy 1.25 và xe thì rất là đẹp cho mọi người. Trang bị màn hình cơ lớn, nội thất 2 màu, tabo tắp ly 2 màu. Và giá tiền hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này là 185 triệu đồng. Đấy. Tiếp theo thì chúng ta đến với một chiếc xe Daewoo Lazetti. Với chiếc Daewoo Lazetti này thì sản xuất năm 2008, phiên bản số sàn máy 1.6 biển của tỉnh Phú Thọ. Đây là một trong những cái dòng xe mà đẳng cấp một thời. Đấy. Một trong những xe rất nhiều người tin dùng từ năm 2009, 2010 đến 2011. Thời kỳ chiếc xe này mới ra. Vì nó rất là rẻ và nó khá là hợp lý và máy của nó rất khỏe. Máy 1.6 được trang bị động cơ E-Tech. Đấy. Giá tiền chỉ có 155 triệu đồng thôi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Hyundai Grand i10. Chiếc xe đang đeo biển 62A06511 là một chiếc i10 sedan 2 đầu. Con này thì nó là bản thiếu nhưng mà lại là một chủ từ đầu. Không taxi, không kinh doanh taxi dịch vụ gì, tư nhân chính chủ, không taxi dịch vụ. 265 triệu đồng, có hỗ trợ trả góp ngân hàng đến 60%. 265 triệu đồng các bạn nhé. Bản thiếu nhưng mà nó là xe một chủ từ đầu, xe gia đình, không taxi dịch vụ. Đấy. Không phải con nào bản thiếu nó cũng là dịch vụ. Và không phải con nào bản đủ cũng là xe gia đình các bạn nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc Toyota Wigo làm ở ngay góc này, đó là một chiếc Wigo 2018. Phiên bản số sàn máy 1.2. Chiếc xe thì nhập khẩu nguyên chiếc của Indonesia. Xe được trang bị 4 lốp mới la răng phay, một chủ từ đầu, máy 1.2, số sàn đời 2018. Đấy, con này thì hiện tại bên em đang bán 288 triệu đồng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc Toyota Vios. Với chiếc Toyota Vios này thì sản xuất năm 2011, bản G xịn số tự động máy 1.5 biển 15A12235 màu vàng cát, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Con này thì hiện tại bên em đang bán 315 triệu đồng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc Hyundai Getz sản xuất năm 2010, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 1.1 nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, biển 22A00064, sơ si màu bạc. Con này hiện tại bên em đang chào bán với cái giá 175 triệu đồng. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc i10 sedan 2 đầu đời 2016, số sàn, máy 1.2, bản đủ, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ, bản đủ số sàn và xe không kinh doanh dịch vụ. Với giá tiền hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này là 300 triệu đồng. 300 triệu đồng tròn. Đấy. Và bên đây sẽ là một chiếc Hyundai Grand i10 2014, đăng ký lần đầu 2015, màu trắng xịn biển Hải Phòng. Một chiếc xe bản đủ tên công ty, đã xuất hóa đơn về tên em rồi. Một chiếc xe bản đủ tên công ty xuất hóa đơn về tên em rồi. Đăng ký và lăn bánh lần đầu 2015, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc và rất là đẹp và cứng xe. Không có lỗ nhỏ và giá tiền hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này là 225 triệu đồng các bạn nhé. Và đây thì tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc Honda Civic. Với chiếc Honda Civic này thì sản xuất năm 2008, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 1.8, tư nhân chính chủ biển Thanh Hóa, không taxi dịch vụ. Giá tiền bên em đang bán 245 triệu đồng. Tiếp theo đây đến một chiếc Daewoo Gencha sản xuất năm 2010, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 1.5. Con này là một chiếc xe gia đình tên tư nhân, không taxi dịch vụ, biển Hà Nội màu bạc, 10 đăng kiểm đến tháng 1 năm 2022. Giá tiền hiện tại bên em đang bán là 165 triệu đồng ạ. Bên đây thì sẽ đến với một chiếc Daewoo Gencha nhập khẩu đời 2010, lăn bánh lần đầu 2011, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, được trang bị động cơ là 1.2, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu, biển Hà Nội. Với giá tiền 188 triệu đồng các bạn đã sở hữu về chiếc Gencha nhập khẩu này. Đấy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Daewoo Gencha đời 2009, phiên bản số sàn, máy 1.5, chiếc xe thì được trang bị đăng kiểm rất là dài, tháng 3 năm 2022, máy 1.5, xe gia đình, một chủ từ đầu. Đấy, 158 triệu đồng, biển 17K9876. Phía sau đây thì chúng ta sẽ đến với một chiếc Toyota Innova 2013, phiên bản số sàn, bản E xịn, xe gia đình, tư nhân chính chủ, không taxi dịch vụ. Chiếc xe thì đã rút hồ sơ rồi. Về quý vị anh chị và các bạn chỉ việc bấm biển vào tên thôi. Và chiếc xe này hiện tại bên em đang chào bán với cái giá là bao nhiêu các bạn biết không ạ? 375 triệu đồng, đã rút hồ sơ rồi. Đấy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc Ford Everest máy dầu một cầu số tự động, biển của tỉnh Bình Thuận, màu đỏ, 7 chỗ ngồi, máy dầu một cầu số tự động và form mới, máy điện, đấy, máy 2.5. Giá tiền hiện tại bên em đang chào bán chiếc Ford Everest này là 428 triệu đồng. Bên trên đây thì chúng ta sẽ đến với một chiếc Santa Fe Gold sản xuất năm 2004, được trang bị máy dầu 2.0, bản cửa lock, 7 chỗ ngồi, biển Quảng Ninh, trang bị màn hình cam lùi đầy đủ hết.
Với giá tiền hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này là 248 triệu đồng đời 2004. Đấy, rất là đẹp cho mọi người, một chiếc Santa Fe. Và bên đây sẽ là một chiếc xe Innova 2012, phiên bản số sàn, bản E xịn, một chiếc xe tên tư nhân biển Hà Nội. Chiếc xe này thì đã qua dịch vụ rồi, biển 30F68341 đời 2012, bản E. Và giá tiền hiện tại bên em đang chào bán là 330 triệu đồng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc Toyota Innova 2014, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 1.2.0. Đây là bản E xịn, một chiếc xe gia đình, tư nhân, không khoan đục, không taxi. Con này thì được trang bị động cơ 2.0 đời 2014 bản E. Giá tiền bên em đang bán là 399 triệu đồng. 399 triệu đồng các bạn đã sở hữu một chiếc Innova 2014 này. Và sau đây thì chúng ta sẽ đến với một chiếc Kia Carens 2010, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 1.6, 7 chỗ ngồi, tư nhân biển Hà Nội đời 2010, đăng kiểm đến tháng 6 năm 2022. Và giá tiền hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này là 215 triệu đồng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc Hyundai Santa Fe Gold. Với chiếc Hyundai Santa Fe Gold này thì sản xuất năm 2003, lăn bánh lần đầu 2008, phiên bản số tự động máy 2.0, bản full cửa lóc cộng với ghế điện hai cầu, với giá tiền là 248 triệu đồng, máy dầu 2.0. Đấy. Bên trên đây thì chúng ta sẽ đến với một chiếc 7 chỗ nữa, đó là một chiếc Kia Carens bản đặc biệt. Chiếc Kia Carens này thì sản xuất năm 2007, lăn bánh lần đầu 2008, biển số 3x3. Và đây là một chiếc xe máy 2.0 số sàn, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, với giá tiền hiện tại bên em đang bán là 235 triệu đồng ạ. 235 triệu đồng thì các bạn đã sở hữu một chiếc Kia Carens 2007, đăng ký lần đầu 2008, xe số sàn 2.0, nhập khẩu nguyên con nguyên chiếc của Hàn Quốc các bạn nhé. Vô lăng rất là đẹp, hệ thống số rất là ok. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc Toyota Innova 2012, xe được trang bị động cơ 2.0, biển Hà Nội màu vàng cát. Xe được trang bị 4 bánh narang đúc, hệ thống điều hòa 3 dàn, nguyên bản theo xe, gạt mưa sau, màn hình đầu đài rất là hay. Cộng với lại đăng kiểm thì đến tháng 5 năm 2022, đời 2012. Và giá tiền hiện tại bên em đang bán chiếc xe này là 289 triệu đồng ạ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc Toyota Innova đời 2014, phiên bản số sàn, máy 2.0, bản Z, lưng như E. Con này thì chiếc xe thì trang bị biển Hà Nội, form mới đời 2014, bản Z và đã qua dịch vụ. Hiện tại chiếc xe này thì hiện tại bên em đang bán là 368 triệu đồng các bạn nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc Toyota Innova 2006, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 2.0 bản G xịn. Con này thì là một chiếc xe gia đình, tư nhân chính chủ, không taxi dịch vụ, biển của tỉnh Nghệ An, và giá tiền hiện tại bên em đang bán là 248 triệu đồng. Đấy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc Innova 2007, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 2.0 bản G xịn, xe gia đình, tư nhân chính chủ, biển Hà Nội, và xe thì rất là ok cho mọi người. Hiện tại bên em đang chào bán là 260 triệu đồng ạ. Bên cạnh đây là một chiếc Innova 2006, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 2.0 bản G xịn, biển Hà Nội màu bạc. Con này hiện tại bên em đang chào bán với giá là 248 triệu đồng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc Innova 2007 số sàn, bản G xịn, xe gia đình, biển Thanh Hóa màu bạc. Con này hiện tại bên em đang bán là 260 triệu đồng. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Mitsubishi Zinger. Đây là một trong những dòng xe 7 chỗ ngồi form MPV rất là đẹp cho mọi người. Mitsubishi Zinger là một trong những dòng xe đến từ Nhật Bản, thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản, điều hòa Mitsu, máy Mitsu thì rất là bền. Đăng kiểm đến tháng 4 năm 2022, đời 2009, bản đủ, xe gia đình, tư nhân chính chủ, 4 lốp mới, 4 la răng rất là đẹp, đăng kiểm dài, màu vàng cát, xe đẹp không lỗi. Giá tiền hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này là bao nhiêu ạ? 255 triệu đồng. Mitsubishi Zinger. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc Toyota Innova 2015, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 2.0. Con này thì bản Z lưng như E và máy zin, có qua dịch vụ nhưng mà máy zin, keo chỉ zin rất là chất lượng, form mới rất là đẹp, và giá tiền bên em đang bán là 395 triệu đồng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Kia Carens, sản xuất năm 2009, phiên bản số sàn, phiên bản số tự động, trang bị động cơ là 2.0, bản đủ cửa lóc, xe gia đình, tư nhân chính chủ, biển Vĩnh Phúc, 88A23947, sơn xi màu bạc đen. Con này đăng kiểm đến tháng 3 năm 2022 và hiện tại bên đây đang chào bán chiếc xe này là 290 triệu đồng. Một chiếc Kia Carens đời 2019 các bạn nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc Toyota Innova đời 2007, phiên bản số sàn,
Chiếc bị động cơ là 2.0 bản Z lưng như là G, có qua dịch vụ nhưng con này thì máy còn zin. Đấy, máy còn zin. Keo chỉ thì zin, sơ si thì tuốt tát tỉa lại, đang kiểm dài. Và giá tiền hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này là 199 triệu đồng. Biển 17A19399, xe rất là đẹp và cứng xe. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc Innova 2015, phiên bản số sàn trang bị động cơ là 2.0 bản Z lưng như E. Con này thì nó cũng qua dịch vụ rồi, biển Hà Nội, màu bạc. Con này thì biển Hà Nội 30G93756, đã qua dịch vụ, 388 triệu đồng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc Toyota Innova 2013, phiên bản số sàn trang bị động cơ là 2.0 bản E xịn. Con này thì tư nhân chính chủ, biển Hưng Yên, giá tiền là 255 triệu đồng. Vâng, 255 triệu đồng các bạn đã sở hữu một chiếc Innova 2013 bản E xịn các bạn nhé. Đấy, tư nhân chính chủ, biển Hưng Yên. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Innova 2007 phiên bản số sàn trang bị động cơ là 2.0 bản G xịn, tên tư nhân, biển Hà Nội. Nó cũng lướt qua một chút dịch vụ rồi và giá tiền hiện tại bên em đang chào bán là 255 triệu đồng. Bên cạnh đây là một chiếc xe Innova 2009 phiên bản số sàn trang bị động cơ là 2.0 bản G xịn, biển 11A02344, sơn si màu bạc và giá tiền hiện tại bên em đang chào bán là 278 triệu đồng các bạn nhé. Tiếp theo là một chiếc xe Isuzu Highlander 2004 số sàn máy dầu 2.5 7 chỗ ngồi màu đen và giá tiền hiện tại bên em đang bán chiếc xe này chỉ có 168 triệu đồng. Và đây là hai chiếc xe tải van của Ford Transit, một chiếc 2009 170 triệu đồng và một chiếc 2008 là 165 triệu đồng, có hỗ trợ có bớt cho mọi người. Đấy, được trang bị động cơ máy dầu 2.5 3 chỗ ngồi. Tải trọng của nó là 1,1 tấn cho đến 1,3 tấn. Vâng, vừa rồi thì Tuấn Anh ô tô Hải Phòng cũng giới thiệu qua cho mọi người về cái loạt xe bên em. Anh chị em và các bạn nào quan tâm về cái loạt xe từ 2 đến 8 chỗ ngồi, từ số sàn cho đến số tự động, từ xe gia đình đến xe dịch vụ, từ xe dịch vụ đến xe gia đình, từ hơn 100 triệu cho đến 400-500 triệu, thì có thể là like cho em và đăng ký kênh cho em. Đấy. Một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng em nhé.